Ngày 18 tháng 9, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô phối hợp cùng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Co op Bank, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương tới thăm hỏi, động viên và chia sẻ cùng gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Tới thăm các nạn nhân, đặc biệt là các em học sinh bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, đoàn công tác đã chia sẻ với những mất mát, đau thương do vụ hỏa hoạn gây ra, đồng thời động viên các nạn nhân yên tâm điều trị, sớm vượt qua nỗi đau để nhanh chóng bình phục. Đoàn công tác cũng trao tặng 50 triệu đồng tới 3 gia đình đang điều trị tại đây. Với mỗi cháu học sinh của các gia đình đang điều trị tại bệnh viện, đại diện chi đoàn báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Co op Bank và Tập đoàn Liên Thái Bình Dương đã trao 10 triệu đồng mỗi cháu. Với gia đình có học sinh bị tử vong, đoàn đã trao 5 triệu đồng. Xúc động trước sự chia sẻ và tấm lòng nhân ái của đoàn công tác, các nạn nhân cùng thân nhân đã cảm ơn sự thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô và các đơn vị đồng hành.